Franco đúng không? Và ghi là Napoleon, nhưng mà trong các dòng rượu brandy sản xuất ấy, thì hiện nay không phải là chỉ duy nhất trên thế giới là có vùng cung nhất và Armagnac. Bản thân nước Pháp nó cũng có nhiều cơ sở sản xuất, nhưng theo dạng truyền thống và cổ và nổi tiếng nhất thế giới thì chỉ có vùng cung nhất và Armagnac thôi. Còn các vùng khác của Pháp nó sản xuất theo dạng rượu kinh tế thị trường. Chai rượu này nó cũng là một phần của trong quá trình họ sản xuất, tức là cái hương vị của nó thì cũng được, nguyên liệu là vẫn là nho trắng nha, nhưng để tạo ra màu á thì nó không phải ủ như trong gỗ sồi như thầy trò chúng ta vừa học, mà nó có sử dụng cái màu của hóa chất thực phẩm cho phép nha. Đó, nên là bởi vì nếu như một chai Hennessy bình thường bây giờ là bao nhiêu rồi, cả 2 triệu mấy rồi đúng không, 2 triệu mấy 3 triệu, nhưng chúng ta học là chúng ta chỉ nắm được cái hương vị của nó thôi. Còn trong khách sạn thì các em đừng có nhìn mà thấy dạy mình cái này là mình mới pha được món Saika, là không phải. Chúng ta chỉ nhớ là cứ thuộc dòng brandy, rượu mạnh là chúng ta pha được món này. Có thể Hennessy đúng không? Có thể XO đúng không? Đấy, đấy là những loại chúng ta có thể pha được nha. Đừng có bị dập khuôn là mình nhớ mình chụp hình cái chai này mà sau mình tìm hoài trong quầy bar của mình không có là hỏng đấy nha. Mình nhớ được là nó thuộc dòng rượu nha. Đó, cứ các loại rượu nào thuộc dòng brandy mạnh là được. Còn trong dòng brandy nó có cả Armagnac, nó có cả rượu mùi trái cây nhé, chúng ta phải phân biệt nha. Đó, thì chúng công thức chúng ta sẽ cho 1 ounce rượu brandy XO làm 30ml đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái rượu mùi, rượu mạnh mùi hương cam ha, đó là dòng control, và nó là rượu mạnh mùi là nó tới 40%, còn cái này cũng 40%, cái này cũng 40%. Thì thầy mới nói là món cocktail là không phải là 80, đừng có ví vậy, mình đong cho tỷ lệ. Cái này chúng ta sẽ cho 1/2 ounce, tức là 15ml đúng không? Là cái nắp ở trên này 15 ha, đầu này là 30, nhớ ạ. Thì trong quá trình pha chúng ta chú ý cái điểm đó cho thầy. Và tiếp theo là nước cốt chanh. Thì trên công thức chúng ta ghi nước cốt chanh là 1/2 ounce đúng không? Là 15ml lận. Nhưng mà nước này, nước cốt chanh này là có sự pha của nước lọc rồi. Còn thầy trò dùng, chúng ta dùng là nước cốt, nên chúng ta dùng cho thầy là 1 muỗng spoon 3 ha. Nó khoảng 5ml nha. Đó, chúng ta chú ý những cái đó. Vậy thì khi pha thì nhớ, kể cả thi á, nhớ dùng cho thầy là nếu như nước cốt chanh đặc, lemonchart đặc thì là 5ml, còn có sự pha rồi thì chúng ta cho 15ml, nhớ đó. Không nó ảnh hưởng đến cái vị của nó. Và màu sắc của món này thì nó sẽ ra cái dạng như là màu vàng cam ha, màu vàng cam. Còn nếu như chúng ta sử dụng chai Hennessy á, chúng ta pha thì cái màu mà cánh gián đẹp hơn nhiều, vàng cánh gián rất đẹp. Đó là cái, chứ đừng cố định dập khuôn là cứ phải cái loại này nó phải pha ra màu không giống màu hình màu này mình là sai, không phải nhé. Quan trọng là chúng ta nhận biết được cái hương vị của nó. Rồi chúng ta kiểm tra dụng cụ, bây giờ nguyên liệu rượu của chúng ta đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta vắt nước cốt chanh. Chúng ta có ly rượu đây, chúng ta sẽ đựng nước cốt chanh. Trang trí thì chúng ta trang trí bằng một lát chanh và một trái cherry. Thì trong quá trình trang trí lát chanh và trái cherry có rất nhiều cách để trình bày. Thì thầy sẽ, trong quá trình pha thầy sẽ pha làm nhiều cách khác nhau để cho các em quan sát. À, khi chúng ta vắt nước cốt chanh thì các bạn làm chú ý dùm cho thầy. Nói thì có vẻ hơi thừa, tức là nhớ bổ là bổ đôi ra nhé, chứ đừng bổ dọc, hiểu không? Bổ ngang ra. Có những bạn đã bổ dọc rồi. Và chúng ta sử dụng cái này thì nó có cái lưới lọc để giữ hạt lại. Tôi úp xuống, đừng có để ngửa thế này, đắng lắm. Thầy chỉ từng cái một mà có những bạn vẫn bị đó. Nhắc đến nước cốt chanh là nó là một tinh túy của đất trời đó. Nước cốt chanh cực kỳ tốt. Các em không biết được hết cái tốt của nước cốt chanh đâu.
bắt điển hình thôi nhé, còn tí nữa kém thật. Và bây giờ thầy sẽ chọn một trái chanh để thầy cắt lát trang trí. Cắt lát chanh cũng chú ý dùng cho thầy, tại vì có những bạn cắt lát chanh lát một quả cam mà chưa được một lát, lát một quả chanh mà cũng chưa được một lát. Thường bình thường kem cắt là kem hay cầm như thế này, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải cố định một ngón tay ở dưới thớt để chúng ta giữ nó không bị chảy, thì cái lát cam nó sẽ đều hơn. Bởi vì lát cam mà cài ở trên cái miệng ly martini này nó dễ, nhưng mà lát cam mà mỏng như tờ giấy để đưa vào bên trong các loại ly, ví dụ như ly colin hoặc là ly highball hoặc là ly rock để chúng ta trang trí, thì nó phải cực kỳ mỏng và đều, thì cái lát nó mới bám vào trong thành, nó mới tạo ra cái hấp dẫn cho du khách. Đừng cắt đôi thế này xong mới cắt nhé, cắt từ ngoài vào, chúng ta chú ý. Chúng ta cắt lát thì chúng ta độ dày vừa phải thôi nhé. Thầy đang cắt đấy. Chúng ta cắt đều ra ha. Chua không? Cái gì? Sao lại có căn nước mắm là sao? Hả? Trời ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị nước cốt chanh rồi này. Chúng ta chuẩn bị đồ trang trí rồi này. Món này chúng ta sẽ trang trí bằng một trái chanh đi. Chắc là bạn Nam phải lấy cho thầy một cái đĩa ở trong tủ. Chúng ta đựng cái này. Này chúng ta trang trí thôi nhé, hạn chế đừng ăn. Dạ em ha. Đừng có ham ăn làm gì. Cậu khuyên nhau trước rồi nha, bao giờ. Tại vì không phải phẩm màu nhưng mà nó là đồ trang trí nên là. Dạ cố cho biết. Ăn biết. Đi chỗ. Mà sản phẩm này là sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Trung Quốc không phải xấu nha, các em đừng nghĩ sản phẩm người ta xấu, người phải xấu nha. Ăn đi, đâu đâu. Rồi bây giờ tiến hành nong miệng nhé. Sử dụng. Đừng ăn nhiều là được, mỗi đứa một trái thôi. Cầm chai rượu. Một trái là có tiền được mình không đó. Cái này một ao là 30ml ha. Tiếp theo chúng ta đóng 1/2 dùng control vào. Đúng rồi, cái mùi của nó. Rót rượu cũng phải nhẹ nhàng nhé. Nhiều bạn làm một phát ào ào xuống đổ quá trời. Và khi thi là sẽ bị rớt. Chảy rượu ra ngoài kiểu này. Thơm không? Rượu mạnh mùi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho chua. Mới học nên cố gắng giữ an toàn cho thầy nhé, đừng chủ quan. Nhiều bạn chủ quan xong rồi tụt hết lên trên nóc, tụt hết người luôn. Và khi chúng ta lắc hay chúng ta góp phục vụ là bởi vì chúng ta không chỉ đứng ở đằng sau quầy và ngay trước mặt chúng ta là khách. Nên là chúng ta sử dụng ngôn ngữ hình thể, sao khuôn mặt nó phải vui. Vừa nhiều bạn là... Nhìn nhạc nhiều bạn là căng thẳng quá giống như điều chế thuốc độc.
giảng. Thầy vừa lúc vừa xong thầy giảng thầy nói sao? Rồi, chúng ta chụp lại. Bỏ tay ra bên đây. Nhớ. Rồi xong chúng ta ngồi xuống nhâm truyền nhau nhâm nhi một chút đi xong rồi. Ý, ngon được uống được tiền.